Sắp tối rồi mà chưa đá, này mình chết chưa? Ủa, tưởng cắm vào lồng. Dòng chuông ấy. Thôi thể hiện làm gì nữa, nhảy đi. Rơi nhỉ. Cánh tiếc như con hoa dại mà chả thấy đá. Mãi chả thấy đá ấy. 6 phút tới nơi rồi.
ghê quá nhỉ. Sắp tối rồi. Con nào về cùng như bông non con gì không nào. Chết nhá, cảm ơn người đã xem clip của Bộ Khánh Ninh ăn hàng rồi.